Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Sổ Môi Soi Cầu của chúng tôi. Hãy like và đăng ký kênh để cùng khám phá những giấc mơ hàng ngày. Giờ cùng tìm hiểu giấc mơ hôm nay có gì các bạn nhé. Bạn mơ thấy mặt trăng và đang tự hỏi xem giấc mơ này có ý nghĩa đặc biệt hay không. Để giải mã những bí ẩn trong giấc mơ và có những con số để mang lại tài lộc, hãy khám phá nội dung dưới đây từ sổ Moro để tổng hợp. 1. Ý nghĩa giấc mơ thấy mặt trăng. Nằm mơ thấy mặt trăng và mặt trời. Khi bạn mơ thấy mặt trăng và mặt trời xuất hiện cùng nhau trong giấc mơ, điều đó cho thấy bạn là người năng động và sáng tạo. Hãy tận dụng những phẩm chất này trong công việc, vì những ý tưởng mới lạ và táo bạo sẽ là bước đệm cho sự thành công của bạn trong tương lai. Nằm mơ thấy mặt trăng và mặt trời đánh số 339. Nằm mơ thấy mình đứng nhìn trăng. Theo giải mã giấc mơ, khi bạn mơ thấy mình đang đứng ngắm nhìn trăng, điều này dự báo rằng bạn sẽ gặp phải khá nhiều rắc rối trong thời gian tới. Tuy nhiên, đừng lo lắng, vì những khó khăn này sẽ mau chóng qua đi và dù bạn ở bất kỳ hoàn cảnh nào, những điều tốt đẹp sẽ luôn xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Nằm mơ thấy mình đứng nhìn trăng đánh số 34-43. Nằm mơ thấy mặt trăng non. Khi bạn mơ thấy trăng non, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang trải qua những bước tiến mới và thuận lợi trong công việc. Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ đối với bạn, do đó trong giai đoạn này, chỉ cần bạn tiếp tục theo đúng những gì đã đề ra, chắc chắn bạn sẽ bất ngờ với kết quả mà mình đạt được. Nằm mơ thấy mặt trăng non đánh số 56-96. Nằm mơ thấy mặt trăng khuyết. Khi bạn mơ thấy trăng khuyết, mặt trăng lưỡi liềm, đó là một lời nhắc nhở rằng bạn cần kiên trì và cố gắng hơn nữa. Hiện tại, bạn chưa đạt được những thành tựu đáng kể và cuộc sống không đi theo hướng mà bạn mong muốn. Tuy nhiên, mọi thành công đều đòi hỏi chúng ta phải vượt qua những thử thách. Vì vậy, hãy cố gắng hơn, không bỏ cuộc và tiếp tục đấu tranh để đạt được mục tiêu của bạn. Nằm mơ thấy mặt trăng khuyết đánh số 672. Nằm mơ thấy trăng dưới nước. Khi bạn mơ thấy trăng dưới nước, đó là một lời nhắc nhở rằng bạn không nên chạy theo những xa hoa và phù phiếm của cuộc sống. Giống như trăng dưới nước, chúng là những điều mà bạn không thể bắt được. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn nên cân nhắc lại những hành động không mang lại giá trị thực tế trong cuộc sống. Nằm mơ thấy trăng dưới nước đánh số 88-17. Nằm mơ thấy bóng mặt trăng. Khi bạn mơ thấy bóng trăng, điều đó cho thấy chuyện tình đơn phương của bạn sẽ không có một kết thúc đẹp. Có nhiều khó khăn sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ này. Vì vậy, bạn cần suy nghĩ kỹ lưỡng và xem xét liệu nên tiếp tục hay dừng lại trong tình cảm này. Nằm mơ thấy bóng mặt trăng đánh số 45-28. Nằm mơ thấy mặt trăng máu. Khi bạn mơ thấy mặt trăng máu, điều đó ám chỉ bạn đang cảm thấy bất mãn và chán nản với cuộc sống. Có thể có những câu nói hài hước hoặc so sánh khiến bạn bị hoài nghi về bản thân và mất đi lòng tự tin. Tuy nhiên, hãy lạc quan và kiên nhẫn vượt qua những khó khăn. Đừng so sánh mình với bất kỳ ai khác, bởi mỗi người chúng ta là những cá nhân độc lập và không thể so sánh hoàn toàn. Nằm mơ thấy mặt trăng máu đánh số 38-54. Nằm mơ thấy hai mặt trăng. Khi bạn mơ thấy hai mặt trăng xuất hiện trên bầu trời, điều này là dấu hiệu cho biết gia đình bạn sẽ gặp nhiều tin vui và may mắn trong thời gian tới. Ngoài ra, chuyện tình cảm của bạn cũng đang trải qua một giai đoạn tốt đẹp và đạt được những bước tiến mới. Nằm mơ thấy hai mặt trăng đánh số 14-41. Nằm mơ thấy ba mặt trăng. Khi bạn mơ thấy ba mặt trăng, điều đó không mang lại những điều may mắn. Số 3 là một số lẻ và không được coi là một con số mang tính thẩm mỹ. Vì vậy, khi bạn gặp phải điều này trong giấc mơ, hãy cẩn thận và chú ý đến sức khỏe của mình. Có thể trong thời gian sắp tới, bạn sẽ đối mặt với nhiều rắc rối liên quan đến sức khỏe. Hãy đều đặn đi khám để tránh những tình huống này. Nằm mơ thấy ba mặt trăng đánh số 25-2. Những giấc mơ thấy mặt trăng khác. Mơ thấy mặt trăng ban ngày, giấc mơ này đưa ra một dấu hiệu không tốt, cho biết rằng bạn có thể mất một số tiền và tài sản trong tương lai gần. Mơ thấy mặt trăng nhiều màu, giấc mơ này đề cập đến sự thay đổi trong công việc của bạn. Bạn cần chuẩn bị tâm lý để thích nghi và làm quen với những thay đổi này. Mơ thấy nhiều mặt trăng, giấc mơ này cho thấy bạn là một người nhạy bén và luôn tin vào trực giác của mình. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng tham khảo ý kiến của người khác cũng có ý nghĩa quan trọng. Mơ thấy mặt trăng bị rơi, bị nổ, đây là một giấc mơ biểu thị rằng bạn đang mất kiểm soát, và nếu không thay đổi suy nghĩ tiêu cực, nó có thể gây hủy hoại đến cuộc sống của bạn. Mơ thấy mặt trăng đang lên, giấc mơ này cho biết bạn đang tiến bước vào giai đoạn ban đầu của kế hoạch của mình và mọi thứ diễn ra theo kế hoạch đã đề ra. Mơ thấy mặt trăng đang lặn, chiêm bao này nhắc bạn nên cẩn thận hơn trong công việc, để tránh bị người khác hãm hại hoặc gây trở ngại cho bạn. 3. Mơ thấy mặt trăng đánh đề gì may mắn. Nằm mơ mặt trăng ban ngày, 89. Nằm mơ mặt trăng nhiều màu, 17-71. Nằm mơ thấy ba mặt trăng, 3-30. Nằm mơ nhiều mặt trăng, 88.
nằm mơ mặt trăng bị rơi, bị nổ, 13:39. Nằm mơ mặt trăng đang lên, 2. Nằm mơ mặt trăng đang lặn, 51. Nằm mơ mặt trăng mọc sau núi, 28:18. Nằm mơ mặt trăng bên cửa sổ, 4:53. Nằm mơ mặt trăng bị mây che, 30. Nằm mơ mặt trăng trên ngọn cây, 2:48. Cảm ơn các bạn đã xem. Hãy like và subscribe cho Sổ Mơ Soi Cầu nhé. Xem thêm các giấc mơ khác tại Sổ Mơ Soi Cầu.